Đây là mì tôm thanh long đỏ nhá. Mời các bạn ăn. Ngon không ạ? Ngon không? Ngon lắm. Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. À, sợi này là mì tôm này. Ruột đỏ nhá. Chưa ngon luôn. Cứ nghĩ là không ngon luôn nhưng mà ngon không tưởng. Ngon rồi. Đấy. À. Siêu ngon luôn các bạn ạ. Các bạn nhớ thử nhá. Đây là phần nước các bạn nhé. Đây phần nước ăn cũng ngon này. Đấy. Đấy. Ngon luôn các bạn. Ngon lắm. Mình ăn cảm giác là mì tôm xong mình cho một ít đường vào đấy. Vị ngọt của thanh long cũng như là chúng ta cho thêm đường thôi. Ăn ngon. Các bạn nào ở trong miền Nam mà hay đồ ăn hay cho đường thì ăn mì tôm thanh long thì sẽ rất là ngon các bạn nhé. Đây này các bạn nhìn chưa? Ngon lắm. Siêu ngon luôn. Mì tôm của mình là mì tôm hải sản của Nhật các bạn nhé. Nissin. Đấy. Mình ngày xưa ở bên Nhật rồi. Cái mì tôm này rất là nổi tiếng. Mì tôm sau khi chúng ta cho nước vào và chín mì tôm mà chúng ta cho thêm thanh long đỏ vào sẽ được như thế này. Đấy, ăn ngon luôn. Thiệt quá. Chúc các bạn ngon miệng nhé. Xin chào.